này, tôi sẽ giới thiệu về lập trình PLC và một số lệnh tuần tự cơ bản. Các lệnh tuần tự là các lệnh mà PLC có thể hiểu và thực hiện. Hãy cùng tôi tìm hiểu sâu hơn về lệnh tuần tự. Có hai phương pháp lập trình cơ bản. Chúng ta đã học xong một phương pháp là chương trình ladder, chương trình bậc thang. Ta gọi chương trình bậc thang vì hai đường chắn thẳng đứng và một chuỗi các bậc nằm ngang giống một cái thang. Một phương pháp khác đó là phương pháp liệt kê lệnh. Phương pháp này đã xuất hiện từ trước khi máy tính trở nên thịnh hành. Hiện nay, bảng lập trình cầm tay dưới đây đã được sử dụng linh hoạt ngay tại hiện trường làm việc. Liệt kê lệnh là danh sách tổng hợp các lệnh và thiết bị. Tiếp điểm thường mở được biểu hiện là LD, viết tắt của chữ load, tải. Ngược lại, tiếp điểm thường đóng được biểu diễn là LDI, viết tắt của chữ load inverse, nghịch tải các ký hiệu khác cũng tương tự. Ngày nay, khi máy tính trở nên phổ biến, chương trình ladder được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, về cơ bản, cấu tạo bên trong PLC vẫn được vận hành theo phương pháp liệt kê lệnh. Do đó, chúng ta hãy cùng học cả hai phương pháp này. Trước tiên, chương trình PLC là một chuỗi các lệnh và đơn vị vận hành của một lệnh được gọi là step, bước. Mỗi lệnh trong chương trình đều được đánh số trong mỗi bước, cho chúng ta biết được vị trí của nó trong chương trình. Dung lượng chương trình của PLC được cố định ở một số bước giới hạn. Các lệnh được thực hiện từ bước 0 đến N, rồi nó trở về bước 0 và lặp lại quy trình liên tục. Đây được gọi là thực hiện chu trình và thời gian nó cần để thực hiện từ bước 0 đến N được gọi là scan time, thời gian vòng quét các chương trình được thực hiện theo thứ tự số bước trong plc trong phương pháp danh sách chương trình nó được vận hành từ trên xuống dưới nhưng trong chương trình bậc thang nó được vận hành từ trái sang phải rồi từ trên xuống dưới